Hà Nội sẽ thu hẹp các vùng phong tỏa sau ngày 21 tháng 9. Chiều 16 tháng 9, tại cuộc họp giao ban của Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Ban thường vụ, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp bàn rất cụ thể để chỉ đạo rõ việc trong giai đoạn hiện nay và sau 21 tháng 9, thành phố cần có biện pháp, giải pháp để tiếp tục khống chế dịch bệnh tốt, nới lỏng từng bước một cũng theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã gian cách lần thứ tư doanh nghiệp và người dân đều mệt mỏi và mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát để phục hồi kinh doanh thành phố cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn như thu ngân sách từ đó lãnh đạo thành phố chủ trương sẽ kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid 19 các tiểu ban để giảm đầu mối trong đó đặc biệt sẽ có tiểu ban mới về việc phục hồi sản xuất kinh doanh và tiểu ban này sẽ nhanh chóng có kế hoạch cụ thể Ngày 15 tháng 9, Chủ tịch Ủy nhân dân thành phố đã có văn bản chỉ đạo nới lỏng ở 19 địa bàn trong trạng thái bình thường mới. Tiếp thu các phản ánh từ cơ sở, thành phố sẽ có hướng dẫn chi tiết hơn nữa về việc thực hiện này. Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho rằng Thường trực thành ủy có chỉ đạo điều chỉnh các biện pháp theo hướng sẽ không triển khai 3 vùng như hiện nay, việc phong tỏa phải bám sát chỉ đạo của Thủ tướng, hướng dẫn của Bộ Y tế. Thành phố sẽ không phong tỏa quy mô lớn, chỉ thực hiện quy mô hẹp để kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng vẫn tạo điều kiện tối đa, đảm bảo hoạt động phục hồi kinh doanh và đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Mạnh Quyền thông tin thêm, Ban Thường vụ Thành ủy Thống nhất việc Công an thành phố hãy vẫn tiếp tục cấp giấy đi đường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để quản lý theo dõi dữ liệu dân cư, hoàn thiện phần mềm quản lý công dân để kiểm soát hiệu quả hơn nữa. Với 67 chốt kiểm soát ra vào thành phố, mục tiêu là vẫn phải đặt ra, quản lý chặt, vì sắp tới chúng ta sẽ nới lỏng, nghĩa là không thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng, mà không quản lý chặt các cửa ngõ thì dịch bệnh rất dễ xâm nhập. Vì vậy, Hà Nội cần đề nghị công an thành phố nhanh chóng có phương án cụ thể về việc triển khai sắp tới, báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét. Đà Nẵng, quận huyện nào để tập trung đông người khi tiêm sẽ bị dừng cấp vaccine? Tối 16 tháng 9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng cho biết, qua giám sát vẫn còn rất nhiều hạn chế trong việc tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID. Ông Chiết đề nghị các địa phương cần chú ý nguyên tắc người ở địa phương nào thì tiêm ở địa phương đó để tránh quá tải các điểm tiêm. Việc phân bổ số lượng vaccine COVID-19 cho từng quận huyện theo tỷ lệ phải đảm bảo công bằng chung. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các lãnh đạo quận huyện phải trực tiếp xuống chỉ đạo, kiểm tra, bố trí lực lượng và khắc phục ngay những hạn chế trong tổ chức tiêm và giãn cách tại các điểm tiêm vaccine. Theo ông Quảng, nhiều việc đã làm tốt nhưng cứ để việc tiêm chủng tập trung đông người, người dân phản ánh, báo chí phản ánh thì lúc đó mới cuống quýt khắc phục. Vì thế, ngành y tế tiếp tục bố trí ở các điểm tiêm khác đảm bảo giãn cách, không tập trung ở những điểm tiêm. Bí thư Đà Nẵng cũng yêu cầu ngày 17 tháng 9 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đánh giá lại chính xác các vùng, nhất là thống kê số liệu ở vùng đỏ theo đúng công điện 1409 của Bộ Y tế. ngành y tế đánh giá lại các vùng xanh, vàng, điểm đỏ và phạm vi có thể kiểm soát chỉ đạo tiếp theo. Cũng tại cuộc họp, ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo CDC Đà Nẵng tổng hợp kết quả xét nghiệm đợt 7 để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, ngành y tế các quận huyện cần khẩn trương khắc phục hạn chế bất cập trong thời gian qua. Ông Trinh yêu cầu Sở Y tế tính toán đánh giá kế hoạch phân bổ vaccine trong đợt tới kịp thời, không được lãng phí thời gian, cần tiêm sớm để người dân tiếp cận vaccine sớm và mở rộng một số điểm nữa để tiêm hết số vaccine hiện có. Chủ tịch Đà Nẵng nêu rõ, trên thực tế, các địa phương cũng tiêm nhiều loại vaccine, chứ không lựa chọn loại vaccine nào. Đề nghị các cơ quan thông tấn, đặc biệt là ở các xã, phường, khi lập danh sách tiêm vaccine COVID-19, phải nói rõ việc này để người dân hiểu. Nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường Dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, nhiều địa phương quyết định sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Tại Bắc Ninh, với các trường ở địa bàn an toàn, học sinh kết hợp học trực tuyến và trực tiếp. Cụ thể, học sinh lớp 1, 2, 5, 6, 9, 12 được đến trường học tập. Mỗi lớp chia 2 ca đảm bảo giãn cách. Để đón học sinh đi học trở lại, các trường phải tổng vệ sinh, khử khuẩn và kích hoạt các kịch bản xử lý tình huống phòng chống dịch bệnh khi học sinh quay trở lại trường. Riêng các trường nằm trong khu vực đang giãn cách xã hội, học sinh khối 1, 2 chưa đến lớp cho đến khi có thông báo mới. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh yêu cầu các trường tiểu học xây dựng phương án phù hợp, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất học tập và các điều kiện phòng chống dịch để sử dụng trường, điểm trường, nhà văn hóa tại thôn, khu phố làm điểm học tập tạm thời cho học sinh. Học sinh các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho phép học sinh các cấp tại thành phố Đồng Hà tiệu trường từ ngày 16 tháng 9 sau thời gian học trực tuyến. Các trường phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, phun khử khuẩn học sinh đến lớp. Với các trường trên địa bàn Hà Tĩnh, từ 15 tháng 9 học sinh các cấp học sẽ trở lại trường trừ bậc mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức biện pháp phòng chống dịch, học sinh được giáo viên, nhân viên y tế đo nhiệt độ từ cổng, các em rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp, học sinh học trực tuyến kết hợp học trực tiếp. Để đảm bảo giãn cách, các trường trên địa bàn tổ chức học trực tiếp hai ca sáng và chiều, mỗi tuần học 5 buổi đối với tiểu học, 6 buổi đối với các cấp học khác hoặc học sinh đến trường 3 buổi một tuần. Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đồng ý để học sinh ở những vùng không có dịch trở lại trường từ 18 tháng 9. Các trường triển khai dạy học linh hoạt, phù hợp tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh và hoàn thành kế hoạch năm học. Hải Dương cũng cho phép học sinh các lớp đầu cấp, cuối cấp đi học trở lại trường từ ngày 15 tháng 9. Các trường chỉ dạy học một buổi một ngày, không tổ chức ăn bán chú cũng như các hoạt động giáo dục trải nghiệm, kỹ năng sống. Lô vaccine Verocell hàm lượng kháng nguyên khác với đăng ký, Bộ Y tế nói gì? Theo vị này, hàm lượng kháng nguyên của các lô vaccine Verocell đều nằm trong khoảng cho phép và đạt yêu cầu. Bởi trên nhãn mỗi lọ vaccine đều có hai liều, mỗi liều tiêm 0,5ml, tương đương mỗi liều là 6,5U. Đây chính là hàm lượng kháng nguyên đăng ký trong khi tiêu chuẩn được Bộ Y tế phê duyệt, hàm lượng kháng nguyên đăng ký của sản phẩm dao động trong khoảng từ 3,3 đến 13 U trên một liều, từ 50% đến 200% hàm lượng đăng ký. Thực tế, các lô đã nhập khẩu đều có hàm lượng kháng nguyên không nằm ngoài khoảng 3,9 đến 10,4 U trên một liều. Do đó, kết quả hàm lượng kháng nguyên của các lô vaccine Verocell trên phiếu kiểm nghiệm ghi 7,2, 7,4, 7,8 hoặc 6,9 U trên một liều nằm trong khoảng cho phép và không nằm ngoài khoảng 3,9 đến 10,4 U trên một liều là từ 60 đến 160%. Lãnh đạo Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế Bộ Y tế cũng khẳng định, cũng như vaccine khác, Verocell được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trong tình huống cấp bách và có điều kiện nên sẽ trải qua quy trình kiểm định rất chặt chẽ với nhiều nội dung như đánh giá hồ sơ sản xuất, mẫu của lô sản phẩm, giấy phép xuất xưởng NRA, giấy chứng nhận phân tích của nhà sản xuất, giấy đánh giá dây chuyền, bảo quản lạnh trong quá trình nhập và vận chuyển vaccine để cấp giấy chứng nhận xuất xưởng lô trước khi lưu hành. Trước đó, Tổng cục Hải quan cho biết xem xét hồ sơ hải quan một số lô hàng vaccine COVID-19 Verocell do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn nhập khẩu theo giấy phép số 7929 ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho thấy hoạt chất, hàm lượng nồng độ trên giấy phép là 6,5 u kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt, Thế nhưng trên phiếu kiểm nghiệm có kết quả là 7,2U, 7,4U, 7,8 U, hoặc 6,9U. Để đảm bảo hàng hóa nhập khẩu đúng quy định của luật dược năm 2016, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu trưng cầu giám định tại các cơ sở kiểm nghiệm vaccine của Bộ Y tế để xác định thực tế hoạt chất, hàm lượng, nồng độ của kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt. Trường hợp kết quả giám định xác định hoạt chất, hàm lượng, nồng độ khác so với giấy phép nhập khẩu thì báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan, qua Cục Giám sát Quản lý về Hải quan để trao đổi với Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, phối hợp xử lý, thực hiện thông quan cho lô hàng theo quy định. Á hậu Kim Duyên phản hồi tin phải thôi học vì nợ 43 tín chỉ. Chiều 16 tháng 9, đại diện của Kim Duyên đã phản hồi về việc Á hậu lộ bằng điểm toàn trung bình, kém, nhiều môn học lại và nợ 43 tín chỉ. Đại diện cho biết Kim Duyên đã dừng việc học ở Đại học Nam Cần Thơ sau năm học đầu tiên để tới Singapore trao dồi về ngoại ngữ và học quản trị kinh doanh. Người này cho biết Kim Duyên đã hoàn thành việc học và nhận chứng chỉ ở Singapore. Năm 2019 Kim Duyên về Việt Nam để dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ và đạt danh hiệu Á hậu 1, sắp tới cô ấy sẽ đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ. Đại diện của Kim Duyên cho biết, về hình ảnh Kim Duyên cầm bằng tốt nghiệp tại Việt Nam, đại diện Á hậu cho biết đó chỉ là ảnh chụp quảng bá tuyển sinh cho Đại học Nam Cần Thơ theo lời mời của trường. Trước đó vào sáng 16 tháng 9, bảng điểm quá hậu Kim Duyên được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều môn trong bảng xếp loại yếu trung bình kém và phải học lại. Khi truy cập vào trang web của trường, Kim Duyên thuộc niên khóa 2015-2019 nhưng cô nợ 43 tín chỉ, vượt qua số nợ tín chỉ tối đa và ở trạng thái thôi học. Kim Duyên sinh năm 1996, đăng quang Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Cô đại diện Việt Nam ở cuộc thi Miss Universal lần thứ 70 được tổ chức tại Israel vào tháng 12. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang, tuyển Việt Nam bị từ chối bản thắng hợp lệ. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có sự khởi đầu khá tốt khi ghi liên tiếp hai bàn thắng trước thời điểm đồng hồ chỉ qua 8 phút với các pha lập công của Minh Chí và Đoàn Phát. Ngay sau đó, Panama đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi ở phút thứ 10, pha truyền dài của thủ môn Văn Ý đã đưa bóng chạm sáng ngang trước khi đập xuống. Khi đó, ban huấn luyện đội tuyển Futsal Việt Nam đã yêu cầu tổ trọng tài kiểm tra lại video. Vì trọng tài chính không công nhận bàn thắng đã gây phẫn nộ với người hâm mộ Việt Nam bởi theo băng hình thì bóng đã nằm phía trong khung thành của đội tuyển Futsal Parma. Ngay sau khi chứng kiến trận đấu trên sân cũng như xem lại video trận đấu, tôi cho rằng đó là bàn thắng hợp lệ. Đáng lẽ đội tuyển Futsal Việt Nam đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Khi đó mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho đội bóng của chúng ta. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang bày tỏ sau trận đấu. Cũng theo vị thuyền trưởng đội tuyển futsal Việt Nam thì quyết định không công nhận bàn thắng của trọng tài chính là điều vô cùng đáng tiếc. Tôi không hiểu vì sao trọng tài lại không công nhận bàn thắng của Văn Ý dù lúc đó ông ấy đã được xem lại video. Đó là điều vô cùng tiếc nuối, nhưng suy cho cùng chúng tôi phải tuân thủ quyết định của trọng tài, ông Giang chốt lại. Tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021, lần đầu tiên công nghệ hỗ trợ trọng tài VS được đưa vào sử dụng. Khi thấy có tình huống có thể đem lại bàn thắng, Ban huấn luyện đội tuyển phút số Việt Nam đã phản ứng rất nhanh và kịp thời yêu cầu trọng tài xem lại video nhưng cuối cùng bàn thắng vẫn không được công nhận.